huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn loại trò cưng ông Chusi, gọi gương mặt lạ lên U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á. Đáng chú ý, hậu vệ Võ Minh Trọng không có tên. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào đội U23 Việt Nam, chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Dễ dàng nhận thấy 28 cầu thủ được lựa chọn đa phần đều là những gương mặt đã từng đồng hành cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Từ U17 đến U19, U20 cũng như gần đây nhất là U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 và tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây cũng là lực lượng các cầu thủ trẻ thường xuyên được tạo điều kiện tập trung, tập luyện song song với đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days từ nửa cuối năm 2023 cho đến nay. Trong đó có những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại ASEAN Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Như thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Quốc Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng học trò lên đường sang Qatar vào ngày 8/4. Đáng chú ý, hậu vệ Võ Minh Trọng không có tên trong danh sách 28 cầu thủ. Minh Trọng được ông Philip Chusi ưu tiên đá chính từ U23 Việt Nam cho đến đội tuyển Việt Nam, nhưng không thể hiện được nhiều. Gần đây, Trọng không may bị chấn thương khớp vai nên cần thời gian điều trị, hồi phục. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay ông Philip Chusi dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng trao cơ hội cho gương mặt mới là hậu vệ Nguyễn Thành Khải, câu lạc bộ Đà Nẵng. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, để bổ sung, thay thế cầu thủ trong danh sách đăng ký sơ bộ nhằm giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm những sự lựa chọn tối ưu trong đội hình của U23 Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến 3/5 tới, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4. Danh sách U23 Việt Nam dự giải châu Á ngoài việc cạnh tranh các thứ hạng, U23 châu Á 2024 còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, top 3 của giải sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư, thua trong trận tranh hạng 3, sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp dự Thế vận hội. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu V-League nên phải sang ngày 6 tháng 4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới có thể có đầy đủ quân số. Đội sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar ngày 8/4. Tại đây, đội sẽ thi đấu cọ sát một trận với U23 Jordan ngày 10 tháng 4, qua đó hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường châu lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.